FIFPAO đã phân tích mật độ thi đấu của 32 đội tuyển tham gia World Cup nữ 2023 từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8. Kết quả cho thấy các đội tuyển châu Âu và các cầu thủ của câu lạc bộ châu Âu có chuẩn bị tốt hơn để đạt thành công. Tuy nhiên, bóng đá nữ đang trải qua tình trạng quá tải ở châu Âu trong khi quá ít giải đấu cạnh tranh tồn tại ở các khu vực khác trên thế giới và sự chuyên nghiệp hóa các giải quốc đội chậm chạp. Một số đội tuyển như Haiti, Morocco, Panama, Việt Nam và Philippines là những đội tuyển mới gia nhập World Cup nữ. Các nghiên cứu của FIFPAO cho thấy các đội tuyển Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã thi đấu nhiều phút nhất trong năm qua, trong khi các quốc gia khác gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu về bóng đá nữ. UEFA đã đi đầu trong việc tổ chức giải đấu quốc tế cho các câu lạc bộ với Women Champions League. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa có dự án rõ ràng cho việc tổ chức Club World Cup nữ từ năm 2019.